Là la 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 la. Sammy ơi, Sammy ơi. Cái gì vậy? Ủa, ủa Sammy kìa. Ủa Sam, sao Sammy với Siro đang ngồi ăn chung với nhau hả? Ủa gì kỳ vậy? Sam không về nhà ăn mà Sam lại ra ngoài quán ăn. Ủa? Ủa, sao hôm nay ông rủ tôi đi ăn vậy? À, hôm nay tôi rủ bà đi ăn là tại vì tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi thích bà là bạn gái của tôi được không Sam? Hả? Cái gì cơ? Siro đang tỏ tình Sammy hả? Ủa vậy là hai người đó đang hẹn hò với nhau sao? Vậy là Sammy không thích mình hả? Mình chỉ là người đến sau thôi sao? Vậy là mình đã mất cơ hội tỏ tình Sam rồi sao? Có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vắng nhau, bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau, bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Tại sao chứ hả? Vậy là mình đã không còn cơ hội để tỏ tình Sam nữa rồi sao? Vậy là mình đã đánh mất Sam rồi. Từ nay mình phải mạnh mẽ hơn. Không thể nào cứ như vậy mãi được. Mình phải thay đổi. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Rồi xong luôn, chết tôi rồi mấy bạn ơi, trễ giờ học mất tiêu rồi. Ê, trời ơi trời, chán ghê hả, tối hôm qua thức khuya làm gì. Ủa hình như cai nhấn chuông thì phải. Ê, ra liền. Trời ơi giờ này ai gọi ta? Ủa? Phong ơi, sao hôm nay ông rủ tôi đi học vậy? Tôi hả, hôm nay tôi ngủ dậy trễ cho nên tôi đi học muộn. Ủa mà có chuyện gì không? Thì tụi mình đi học mà, không sao, bây giờ ông với tôi đi học đi. Thôi hôm nay tôi muốn đi một mình tôi ha. Tôi muốn một mình, bà đừng có đi theo tôi. Ủa là sao? Ủa đợi tôi với. Hôm nay tôi muốn đi học một mình, bà đừng có đi theo tôi nữa, đi ra chỗ khác đi. Là sao vậy? Mệt lắm. Ôi thằng nhóc đứng yên đó coi. Ai, trời ơi bực bội ghê luôn, lại gặp rắc rối rồi, có chuyện gì vậy Karen? Cái gì gặp rắc rối hả? À thằng nhóc này, hôm nay mày làm gì mà mày đòi dám lên mặt với tao, mày quát tao hả? Hả? Ai, trời ơi mệt mỏi quá, trễ giờ học của tôi rồi, bây giờ ông muốn gì ông nói nhanh đi. Đứng đó cho tao. Nói chung là hôm nay tao cũng gọi là thiếu tiền đi học á. Ngon á thì lấy tiền ra đây tao cho đi học, ok? Ây, tôi nói với ông nghe nè, tôi không có tiền đâu mà cho ông, tôi nghèo lắm, đừng có đòi hỏi nữa, tránh ra chỗ khác cho tôi đi học đi. Cái gì? À, thằng này hôm nay láo nha. Trời ơi mày thấy cái gì trên tay tao không, chịu đòn đi con. Yeah. Sao hôm nay thằng phong cự này dữ hả? Tao về, tao mát mẹ đó là Việt Nam gây xin bôi. Trời ơi, đi quýnh nhau mà còn mát mẹ, đúng là cái đồ yếu đuối. Bực bội à. Ông đánh được tên Cairo luôn hả? À? Tính ra ông cũng mạnh chứ bộ. Ủa mà sao hôm nay ông nhìn dữ dằn dữ vậy? Thường thường ông hiền lắm mà ta. Thôi, hôm nay tôi đã nói với bà rồi, là tôi muốn một mình, bà đừng có đi theo tôi hay gì hết á.
cho nên là hãy để tôi một mình đi, để tôi yên đi. Vậy hôm nay ông không muốn đi với tôi hả? Đúng vậy, cho nên hôm nay hả, bà tránh xa tôi ra tí nha, tôi không muốn gặp ai đó. Ai trời ơi trời, sao cái bài tập toán này nó khó dữ vậy ta? Sao mà thầy toàn chỉ mình mấy cái bài khó cơ mà mình quên mất cách làm rồi. Cái cách này làm sao ta? Trời ơi trời. Ủa ông không biết làm hả? Tôi chỉ cho nè, bài này tôi làm nhiều lắm luôn á. Tôi biết mà. Thôi, bà đừng quan tâm đến tôi, bà để tôi tự làm đi. Bà kể tôi đi. Trời, bài này làm sao ta? Ai. Ê Phong ơi, ông không biết làm bài hả? Để tôi chỉ cho. Mui hả? Cũng được, cũng được. Hay cái bài này là tôi không biết làm cái công thức sao mà bà chỉ tôi cái công thức kia tôi biết làm à. Phong ơi. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao tôi chỉ bà ông không muốn mà ông được à, mua chỉ là ông lại muốn là sao? Thôi bà đừng có quan tâm đến tôi, bà mặc kệ tôi đi, để tôi thích được ca mui chỉ nhiều hơn. Mui ơi, mui chỉ cho Phong cái bài này nha. Phong không biết làm bài này nè. Làm bài nè. Ok, cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi. Ủa, mà hình như cũng đến giờ ra chơi thì phải. Hey mấy bạn ơi, cuối cùng thì Phong cũng đã hoàn thành xong bài tập rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ ra canteen kiếm gì đó ăn mới được. Phong okay. Ơi, Phong ơi, Phong ơi. Hả? Cái gì vậy? Hôm nay ông có muốn ra canteen ăn với tôi không? Hôm nay canteen có món mới á, là tôi bao cho. Được không? Ông thích là đúng không? Thôi tôi không muốn đi ăn với bà đâu. Hôm nay tôi muốn đi ăn với mấy ca mui thôi, tại hồi nãy ca mui có chỉ bài với tôi á, cho nên là thôi bà đi một mình đi. Ca mui ơi, ca mui. Ơi tôi nè. Hôm nay ca mui có muốn đi ăn cùng với Phong không? Hôm nay Phong sẽ rồi đãi cho ca mui một cái món ăn rất là ngon, bởi vì ca mui đã chỉ bài cho Phong á. Phong mời ca mui đi ăn á hả? Đúng rồi. Được, tôi chờ tôi xíu, tôi làm lớp bài rồi tôi đi liền đó liền. Ok vậy thôi Phong ra canteen trước nha, nhớ ra nha. Ok thôi đi ra canteen kiếm gì đó ăn thôi bạn ơi. Sao hôm nay ông Phong lại dữ rồi ta? Thường thường á mà mình rủ ông Phong đi ăn á là ông vui lắm luôn á, mà sao hôm nay ông từ chối nhở? Sammy ơi, tạo nữa bà còn muốn đi ăn cùng với tụi tôi không? Thôi không sao, bà đi ăn với Phong đi, tôi đi ăn mình được mà. Ok. Đói bụng muốn chết luôn á trời. Để coi có gì ăn không ta. Ui, ở đây hôm nay có nhiều món quá bạn ơi. Đúng là canteen trong trường học ha. Nó có tôm nè, cá nè. Wow, rồi táo rồi cái kiểu luôn. Để xem coi có món gì ngon không ta. Bánh kem đồ nè, ngon quá trời quá đất luôn bạn ơi. Đây hình như là pizza thì phải. Món đầu tiên mà mình đãi Sam ăn hình như cũng là pizza thì phải. Nhìn nó sao mà mình cảm thấy buồn quá ta. Thôi kệ đi. Để coi có gì ăn không ta. Thôi chắc mình để ca mui tới rồi ăn sau cũng được. Ngồi lên ghế đợi thôi. Ca mui đi đâu lâu quá ta. Ủa? Hello Phong. Hello. Hôm nay nha, tôi có đặt hàng một cái chiếc pizza siêu đặc biệt luôn. Và tại vì tôi biết ông thích ăn pizza đúng không? Nè đây, pizza siêu ảo hạng luôn. Thơm lắm luôn à, ông ăn đi cho đỡ nguội. Thôi tôi không ăn pizza đâu. Bà lấy về đi, tôi không ăn đâu. Ủa gì kỳ vậy? Thường thường ông thích ăn pizza mà. Tôi hết thích rồi, giờ tôi không thích nữa. Thôi bà kiếm ghế ngồi đi, tôi đang đợi ca mui tới. Trời. Ok vậy thôi ông kiếm gì ăn đi nha. Rồi ok. Ca mui đi đâu lâu quá ta. Không ơi, tôi tới bên nè. Hello ca mui. Hello Phong, hôm nay tôi còn làm bánh quy nè, ông ăn thử bánh quy tôi làm đi nè. Bánh quy hả? Trời ơi, nhìn ngon quá ha. Có gì kỳ vậy? Nè, ca mui ơi, bà biết sao không? Phong hả? Không ăn bánh quy đâu, đúng không? Đâu, tôi thích, ca mui yên tâm, tôi thích mà. Ok, thôi để tôi ăn nha. Trời ơi, ngon quá à. Ngon đúng không? Ông ăn thêm đi, cho ông tất á. Ok, tôi ăn hết luôn nha, cảm ơn nha. Trời ơi, ngon quá bạn ơi. Trời ơi, ngon quá. Hey, quá no luôn. Trời ơi trời. Nè, ca mui ngồi vô ăn chúng tôi đi. Ok, ngồi vô nào, ăn thôi. Kỳ dữ rồi ta. Thường thường là mình đưa bánh pizza cho ổng là ổng thích ăn mà. Sao hôm nay ổng lại ăn bánh quy nhở? Bánh quy là ổng đâu có thích ăn đâu. Trời ơi, sao hôm nay cảm thấy buồn quá ta. Mấy bạn ơi, sao bỗng nhiên hôm nay Phong cảm thấy trong lòng Phong nó cứ bị trống rỗng thế nào á. Mấy bạn có biết lý do vì sao mà Phong buồn không ta? Ủa gì sao? Ủa gì vậy? Hôm nay ông có muốn về nhà chung với tôi không? Hả? Thôi, hôm nay tôi muốn về nhà một mình. Tôi bận lắm. Tôi không có nói chuyện với bà được đâu. Ê, tôi nói nè.
Hôm nay ông nhận cái gì tôi vậy mà sao hôm nay ông tránh mặt tôi từ buổi sáng đến lúc ra về luôn vậy? Đâu, tôi làm gì giận bà đâu. Nói chung là do là tôi muốn ở một mình thôi. Thôi không chuyện gì đâu, đừng quan tâm đến tôi. Nói chung là bà cứ để tôi một mình đi. Phong ơi. Ủa gì vậy Cam ơi? Hôm nay tôi có hai vé xem phim ấy, ông có muốn đi xem phim cùng với tôi không? Xem phim hả? Cũng được, tôi đang rảnh nè. vậy mình hẹn chiều nay đi nha. Hôm nay luôn sao vậy? Hả? Ủa là sao? Hôm nay tôi rủ ông đi về nhà mà không chịu, ông bảo là ông muốn đi mình mà sao bây giờ ông đi với Cam Muối? Thôi, bà cứ kệ tôi đi. Tôi bực rồi nha. Hôm nay rõ ràng tôi rủ ông đi chơi chứ mà tại sao ông lại đồng ý với Cam Muối? Thôi, nói chung là bà đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi không muốn nghe bà đâu. Ủa khoan. Có tiếng báo động gì vậy? Ủa, có chuyện gì vậy ta? Ủa Phong ơi, có chuyện gì vậy? Hình như là tôi mới nghe được tiếng báo động ở bên đây. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi thì phải. Hình như là cháy trường hay là gì á. Ủa, không phải. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy gì bên kia không? Một đống quái vật luôn mấy bạn ơi. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ủa, Sam ơi, tại sao trong trường học lại xuất hiện zombie vậy? Sao kỳ vậy ta? Zombie sao có thể sống được ở thế giới loài người được? Ủa vậy là chuyện này là sao? Nó có liên quan gì đến cái tên cái thế giới phép thuật, cái tên ma vương gì đó của bà không vậy? Ôi, chắc chắn á, điều này có nghĩa là tên ma vương đã tới gọi là thế giới con người rồi và tạo ra một đống zombie này luôn á. Ủa, chết rồi. Cam ơi chạy về nhà nhanh rồi còn báo cho mọi người là hãy trốn đi nha. Tôi biết rồi, tôi về đây. Trời đáng xấu à. Ủa Sam, vậy bây giờ bọn mình phải làm gì với đống zombie này bây giờ? Bây giờ tụi mình phải tiêu diệt bọn nó chứ sao? Nếu không là bọn nó sẽ ăn thịt người đó. Nguy hiểm lắm luôn á. Nhưng mà Không được. Mình phải mạnh mẽ lên Phong à. Không được. Mình phải mạnh mẽ hơn. Mình không thể nào cứ yếu đuối như vậy mãi được. Ủa anh Phong. Thôi được rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây Sam? Điều đầu tiên tụi mình phải làm phải giết bọn zombie trong kia. Nếu không bọn zombie này sẽ ăn thịt người mất. Ủa gì hả? Nhưng mà tôi đâu có biết phép thuật hay là võ là làm sao tôi đánh lại bọn nó được. Ơi đừng lo, đã có Sam mà, tôi luôn chuẩn bị cho ông những vũ khí tốt nhất. Đây đó, kiếm diamond đó, sẽ giúp ông tiêu diệt quái vật. Kiếm kim cương hả? Tính ra từ trước giờ tôi có xài kiếm bao giờ đâu. Thôi được rồi, để tôi. Mấy bạn ơi, hãy xem Phong đây. Bây giờ Phong sẽ cố gắng để thật là mạnh mẽ. Phong sẽ không bao giờ yếu đuối ngày xưa nữa. Mấy bạn hãy xem Phong đây nha. Bọn zombie đáng ghét. Tụi mày nghĩ rằng là ta sẽ sợ tụi mày sao? Hãy xem sức mạnh của tao đây. Yeah. Coi không của tôi với à. Trời, cuối cùng cũng tiêu diệt xong bọn nó rồi các bạn ơi. May quá. Ông tiêu diệt hết bọn này luôn hả? Trời ơi, ông mạnh quá. Trời, tính ra là tôi cũng không ngờ là hôm nay tôi khỏe luôn á sao. Một mình tôi tiêu diệt được mấy con này luôn. Không, có xem thêm sự giúp đỡ của bà nữa. Cảm ơn bà nha. Yeah. Vui quá. Mình dễ sợ luôn á. Thôi, tôi trả kiếm cho bà nè. Thôi, tôi về nhà đây. Hôm nay tự nhiên không lũ zombie xuất hiện trong trường làm tôi sợ quá. Thôi, tôi về nhà đây. Tạm biệt. Chờ tôi với. Thôi, tạm biệt. Thôi, trời. Sao hôm nay mình cảm thấy trong người buồn quá ta? Cảm giác như chẳng muốn làm gì hết trơn á bạn ơi, chỉ muốn về nhà thôi. Thôi chắc về nhà mở tivi lên xem vậy. Cái gì vậy? Ủa? Hay là Phong? Ủa, bà đang làm gì trong nhà tôi vậy? Đây, ông nhìn thấy không? Hôm nay tôi đã gọi cất công một ngày nấu một đống răng cho ông ăn luôn á. Thấy tôi tốt không? Ủa, cái này là mấy cái món bà nấu tôi ăn á hả? Đúng rồi, và đặc biệt đây bên này nè, đó, bên này có món pizza ông rất thích ăn. Thấy tôi tâm lý không? Thôi, bây giờ bà đem hết đồ ăn về về đi, tôi không cần đâu. Cái gì kỳ vậy? Phong, từ, ông xuống đây tôi nói nè. Đúng đồ ăn này nha, là tôi gọi là nấu gần 3 tiếng đồng hồ luôn á. Ông ăn cho tôi vui đi. Thôi tôi không có đói. Bà đem về nhà hết đi. Tôi hôm nay tôi có chuyện không vui cho nên là tôi không muốn nhìn thấy bà. Đem về đi. Thì kỳ giờ, hôm nay tôi biết là hôm qua ông buồn nên hôm nay tôi là nấu một đống đoan này cho ông ăn mà, để ông vui mà. Kỳ vậy. Thôi bà không hiểu nữa đâu. Đem về hết đi. Tôi không muốn ăn.
Ủa là sao? Rõ ràng nha, sáng sớm tôi về cất công đi chờ tôi mua đồ để tôi về tôi nấu ăn cho ông ăn, mà sao ông lại đuổi tôi về? Ây, được rồi, bây giờ ông với tôi không còn là bạn bè nữa được chưa? Đồ đáng ghét, tôi ghét ông. Ê, Sam, Sam ơi. Ây, hình như là Sammy giận mình mất tiêu rồi các bạn ơi. Nhưng mà thôi, Sammy làm sao hiểu được là mình đang buồn như thế nào chứ. Thôi, khỏi, không cần quan tâm đâu. Bây giờ mình lên trên đó mình chơi game vui hơn các bạn ơi. Thôi, mặc kệ Sam đi. Thôi chơi game thôi. Ủa, quay từ, có tiếng gì vậy? Ồ, hình như có ai mới gọi điện đến thì phải. Alo, ai vậy? Alo, Phong hả? Ủa, Rô hả? Ủa, ông gọi tôi có chuyện gì không? Trời, sáng nay tôi quên chép bài tập toán rồi, ông có giữ vào bài tập toán không? Tôi quên mất tiêu rồi. À, tôi có, tí nữa qua tôi đưa cho. Ủa, mà khoan rồi, tôi hỏi ông này nha. Cái câu này nó hơi kỳ một tí, nhưng mà ông có thể cho tôi hỏi rằng là có phải là hiện tại là ông với Sammy đang hẹn hò đúng không? Gì hẹn hò ba? Ông nghe tôi nói là ai vậy? Thì cái vụ lần trước tôi thấy ông ngồi ăn chung với Sam ở cái quán bánh á. Nên chuyện là vậy nè, tôi kể cho ông nghe. Sam ơi, thật ra là tôi thích bà lắm á, bà là bạn gái của tôi nha. Ông thích tôi hả? Nhưng mà tôi xin lỗi nha, tại vì tôi đã thích người khác rồi. Chắc là tụi mình chỉ có thể làm bạn thôi. Ủa, vậy người bà thích ai vậy? Đó là một bí mật nên tôi không thể nói cho ông được đâu. Nhưng mà chúng ta có thể làm bạn được mà. Vậy thôi, từ nay mình làm bạn tốt cũng được. Đó, chuyện là vậy đó, tôi đi tỏ tình người ta mà bị người ta từ chối mất tiêu rồi. Hả? Thiệt hả? Chết rồi các bạn ơi. Vậy là mình đã hiểu lầm Sam rồi các bạn ơi. Hóa ra là Sammy không hề đồng ý lời tỏ tình của Siro. Vậy là mình đã hiểu lầm Sam rồi sao? Chết rồi, không được rồi. Mình phải đi kiếm Sam để mình xin lỗi mới được. Sam ơi! Sam!